tiện hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha, cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận bà cái bà mở nhạc Phật lên nghe Tụt cảm hứng liền. Em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái con quay lại ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy. Nem ngư cả cơm tươi nấu đậm đà chấm thơm ngon. Trời em ơi, sao nét phu thê vậy trời. Nhìn vô cái nhìn trang nhau à. Ai cũng nói vậy hết á. Dạ. Sao phu thê dữ vậy trời. Con là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Ba mươi cô, con 93. Công việc hiện tại sao em? Em kinh doanh tự do. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. Có thời điểm mà quê của Hà thì ở đâu? Dạ, em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây. Dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp ở đây. Thành phố Hồ Chí dạ, Minh, đúng rồi. Tụi con học cấp, chung cấp 3. Cấp 3 là dạ. Nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Con là thì ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Đâm ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung rồi đó là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ bốn đứa, thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi Nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ, thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát, thì anh này á ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó, thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh này ảnh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó, thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng dạ. của con là không ưa. Không đúng ưa. Không? Dạ. Lùn. Đó. Vừa xấu mà vừa vô duyên vừa, nữa cô. Vừa vô duyên, vừa dạ. xấu, vừa lùn. Chỉ được cái không hát hay. Ưa. Không, không hát con hát cũng không công nhận là hát hay luôn. Tại vì mình đã ghét rồi cô. Công nhận từ giờ mình không? Đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi, rồi bây giờ rồi tới chồng nè. Cái ấn dạ. tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không, con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường, tại vì ngay lúc đó con cũng chưa ký gì với ai hết, với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con thấy là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa, hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm. Hợp đội múa sao tự qua đội hát làm gì trời. Cô Vân phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vậy bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường. Dạ. Không ghét, không thương, không gì cả đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. À hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất giác mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gượng gượng á. Dạ đúng. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường thường nó hay vậy chứ. Trong phim cũng vậy mà. Nói vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con thiên nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia, thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích ăn đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy ok. Muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học.
mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái đó, chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, anh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Người anh ta bảo là anh gửi cho cái người mà Hà thích. Đó là anh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Đó rồi xong rồi cuối cùng là con, bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không cũng nhiều chứ bây giờ nhiều ạ. Thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua luôn, cho cô bạn kia mua luôn cái người bạn bạn mà cô bé là cảm nắng luôn đó. Một phần á thực sự là lúc đó là còn đi làm thêm rồi, nhưng mà cái lúc đó con kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á, đâm ra mấy thằng bạn con, như mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhớ thời đó, không biết sao mày cứu quân Hà tú, tao cũng biết nữa. Hào thiệt chứ, hào cái không? iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn đúng không, mới đầu á coi như cái của cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra, không nhận ra, để rồi ở đâu xa xôi dịu dợi á, nói chung quay lại thì phải có bài học chứ, phải trả giá chứ đúng không? Dạ, đúng rồi. Bài hát không cho người ta hát làm chi? Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con lần này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi, thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe, thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học quá cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cua gái luôn mà cô Vân là biết cỡ nào luôn. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà, gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển xiển. Cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn, mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Thế là răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Dạ. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá, xong rồi cái người mà con cảm nắng ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Cứ ai tới là ổng cứ phải đánh đòn phủ đầu trước. Sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á? Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, thì tụi con cứ ở với tụi con cứ quen sống nhau á. Trong cái cảm xúc dạ dạ cứ trời. Vậy xong rồi tới một ngày cưới. Dạ học tới một ngày đám cưới nó ly kỳ lắm á cô Vân. Thầy bói coi con cưới. Người ta con là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi cứ quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân. Cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ cưới liền. Đúng không, thợ săn thôi. Lúc đầu cứng đầu cô, coi ba người ai cũng phán không. Con ngay chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung. Ông phán không, ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông phán một câu xong rồi còn... em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô luôn. ba người đi coi đều là ba người bạn cài vô hết cỡ cái chuyện mà chạy bộ dắt xe chỗ đó còn dám làm không, nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên, nghĩa là mưu mô cỡ nào mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tôi con làm nhanh chóng lắm. Ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi. Không là không làm ăn được đâu. Sợ hết cả đời. Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân. Con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đưa tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm rót rẻ vậy trong vòng đúng một năm.
xây nhà, dạ xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng một năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân, nên là phải cố gắng làm trong năm. Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Nhà không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu, thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhưng mà nó không có, ổng nói sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á, thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ á, để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn, nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết, cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn, ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á, tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ô, mình đang làm ăn được lắm. Tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân, làm ăn, con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ, bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền mà anh ráng rồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng rồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền lên, mà cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu. Là đổ lên đầu con cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok, tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẵm trên tay, mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ, chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó. Rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng một năm rưỡi tới hai năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm xong, đi ra quán bán. Một mình bán thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác, thì con một mình con phải gồng. Con làm một lúc á hả, 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, còn 1 tháng nữa sanh rồi, mà ôm cái bụng bầu để mà làm, rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó. Một ngày đi cả 100 lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới, là rất là mệt luôn. Nhưng mà vẫn ráng gồng được, cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao đó? Có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy, tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản. Nên là khi mà gặp ảnh là ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén, rồi con nhỏ, rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao không? Ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị sứt đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị sứt hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộ mới cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Tức là đập điện thoại, không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, rồi đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá, lâu
người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì trong khi đã quá quen đó con. Đấy. Thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu con nói con nghe coi. Bà nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều. Cái đầu tiên là bà tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là gia đẻ, anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thực sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á, bà mới nói anh làm cái này cho em nha. Ừ ok để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong rồi. Ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa là anh làm xong rồi, anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật là con đẻ hai đứa với tim bốn mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tôi uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy. cũng có sau thể... khi mà đẻ xong rồi chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó rồi cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử. Tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nói mỗi lần là mất hoài. Bà buồn buồn là bà làm buồn vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em y rằng ủa về sạc ôi chết em quên rồi, ủa em để đâu ta, ủa đâu rồi ta, rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái thật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ á là ngoài ý muốn đó con. Là cái tật con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều cái vụ mà càm ràm á cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi biết rồi. Không, nó lên level tuy giờ là đỡ rồi phải không? Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là cái một cái gì đó nó nghĩa là vô tình con vợ con đi làm á, người ta kêu bà là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều là và bà làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á, bà gọi là dịch vụ khách hàng năng cao cấp. Thì lúc nào bà cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bà, nó thiệt là lúc nào bà cũng tỏ ra năng lượng. Tên lộ cái thằng bảo vệ, ông cái anh bảo vệ ở đó thôi. Người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó bởi, nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta, tức là khi cô Vân thì ghi bãi đi bãi con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha, hai là tương ớt nó như nhau, nó chỉ khác mỗi cái này của này, một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào, lấy cái này, lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B vậy, thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A, thôi lấy hai cái được không, anh phí tiền quá à đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào, em không biết em mới hỏi anh vậy. Xong rồi xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn, mình con nó đầu là mỗi khi bà hỏi một cái gì là đọc kiểm đầu mình nhảy số rồi rồi xong rồi đó. Đó cuộc chiến bắt đầu đó. A B C D nhớ y như chơi đồng vàng á, nhưng cái kết nó kiểu như hơi hụt hẫng, kiểu như mình kiểu như làm mình nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn cái một cái hoàn toàn không liên quan gì hết. Có nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C đúng không, bị thất thường. Thất thường tại vì anh này là bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với anh này. Ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á thì con sẽ phải gấp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, thì không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Rồi con cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị của cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè, tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha, cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận bà cái bà mở nhạc Phật lên nghe không? Cảm ơn em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái ủa con quay ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy,
Nghĩa là tại vì thực sự luôn á là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩ là đã chuẩn bị ok xong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm đã chờ cái tự mình vừa ôm cái con thấy trường cỡ, lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền, con thanh thoát liền, con không đúng muốn là gì nữa, không? Con đứng dậy luôn, con đứng dậy, con đang đi làm luôn. Rồi cái đó là con này, con mong muốn thay đổi vậy không? Cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thực ra là sau cái biến cố cô Vân, một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này. Nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn. Anh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó. Thì đêm thì con cũng bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si. Cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên, để nguyên si. Mà không bao giờ nằm lên giường. Chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái, hay dỗi, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu. Có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi. Cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi. Anh nhịn em đi xíu, nhưng mà cứ mỗi lần nói là ổng dỗi. Mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ổng dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà mặt anh hay quạo lắm, anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Cái ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài, mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch. ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó hơn, phải quan tâm hơn. Quan tâm con, rồi là con muốn chồng con cái trưởng lỗi thành mình hơn một chút, đúng không? Tha thứ hơn. Sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn. Giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi, và mẹ vợ cũng đã thương em chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. Chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi, đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa. Khổ lắm, anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Thôi nói tóm lại là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi. Sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không, bây giờ may một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Ok. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Cứ rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Nhiều khi đêm á tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá, thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là
không những tắm nha mà xài một cái mùi nước hoa mà nước hoa ngải cho cô, tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn, con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó cô nói nghiêm túc luôn đó. Dạ. À, dạ, rồi là một chuyện. Dạ. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Dạ. Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á, dạ, mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Dạ. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào có công việc hết, đứa, dạ, nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi con được sống thật nhất, dạ, với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì, dạ, mình không cần thủ thế nữa, dạ, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều, đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết chịu, dạ, nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác, dạ, có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói, dạ, hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Dạ. Mỗi đứa sửa chút xíu đi con, dạ, đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau, đúng rồi, dạ, cuộc sống, dạ, sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ cho một chuyện nó thoải mái, đúng, nó nhẹ nhàng, không có gì, dạ, mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay, là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị rồi cái mở nhạc không phải mở lên đó, trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Hiểu không? Dạ. Con gái là ngừa phi được. Hiểu không? Dạ, dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Xin chào hai em. Như là em bé vậy đó. Dạ. Vậy là chồng là cũng dễ ẵm bồng lắm đúng không? Dạ. Có hay nhõng nhẽo không? Có hay bắt em bồng đi từ chỗ này qua chỗ nọ không? Dạ cũng không có cái đó chị, cũng không có à. Dạ, chỗ tự nguyện đi. Tự nguyện. Chị mà nhỏ quá. Con như vậy là chị sẽ nhõng nhẽo, đúng chị rồi. Sẽ bắt bồng từ chỗ này qua chỗ kia. Mình thì chỉ nghĩ gì nè, bên hai bên này mà cãi lộn chắc bên kia chứ không có dám lớn tiếng đâu. Phải lớn tiếng một cái ổng bồng, ổng sốc rồi một cái là ở im luôn. Cái đó ngược lại. Ngược lại. Dạ, chút nữa mình sẽ vô cái phần đó. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thịnh, chào quý vị khán giả xem chương trình. Dạ Trùng Son. Em tên là Phạm Văn Nhớ, em năm nay 32 tuổi, hiện làm nhân viên công nghệ thông tin. Quê của em là ở Bến Tre. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả mọi người. Em là Nguyễn Thị Ngân, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang may đồ tự do ở nhà. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe coi hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và em có ấn tượng gì với chàng trai này không? Hay là chàng trai này có ấn tượng gì với cô gái này đó không? Dạ, hai đứa ở đối diện nhà trọ với nhau. À. Ảnh thì để em nhưng mà em không có để ý ảnh. Rất là ghét cái kiểu mà thư sinh mà hiền từ mà nhút nhát, nhỏ nhẹ, không có thích. Thích đàn ông là phải cứng rắn mạnh mẽ thôi. Lúc đó là nhớ nó đi làm chưa? Dạ, chưa đi em học. Đang đi học anh. Dạ. Là em quen lâu lắm ạ. Dạ, lâu. Dạ, lúc đó là mới qua thấy ba vợ chở vợ em qua thấy nhỏ xíu à, tầm nghĩ chồng từ 12, 13 tuổi à. Xong rồi thời gian này ba mới bảo là 17 tuổi rồi. Lúc đó em mới để ý. Mà em yêu đơn phương. Yêu đơn phương hả? Dạ, cũng có thể là vậy. Lúc đó là vợ em có đi làm ở chung với ba với bà dì á. Thì đi làm về khoảng 11 mấy khuya á, vẫn còn phải ngồi giặt nguyên thao đồ. Đầu dung gì nè, lúc đó là cũng 2008 á, giặt tới 12 giờ mấy mới đi ngủ. Trời, tội nghiệp, tại vì nó lớn không nổi là gì. Trời. Đi ra đi vô gặp nhiều lần là thấy cũng siêng năng, cũng dỗ dàng, cho nên là để ý. Mình nhìn nó nhỏ xíu như vậy, nó ngồi một cái thao đồ lớn cao hơn nó, dung hơn nó. Ta xài vô ta giặt phụ đi là đâu có phải yêu đơn phương lắm. Khó tính lắm chị. Lại gần cũng không cho, nhìn cũng không cho nữa. Lại đụng thao đồ thì sao đụng được chị. Rồi đến khi nào thì mới coi như thể hiện cái tình cảm của mình với con. Bước sang năm thứ hai thì lúc đó thì có dịp là vợ em về quê. Em đến này thì đợt đó là em có nạp cạc cho vợ, nhưng mà vợ quên trả tiền, vợ mới nhờ bà dì ở phòng kế bên qua trả tiền giúp em.
lúc đó em mới xin lại số điện thoại của vợ. Ừ. Tại thời điểm là vợ đi về quê á, là lúc đó em mất số điện thoại luôn, chỉ là liên lạc thôi chứ chưa có là yêu đương nữa. Ừ. Thì sau đó vợ lên liên lạc qua lại thì bắt đầu mới có tình cảm lần lần. Rồi khi nào mới tỏ tình? Tỏ tình bằng cách nào? Bằng cách nhắn tin hay là bằng cách lạ làm thơ? Ông này tỏ tình á, đúng mà con chưa có, em chưa có đồng ý á. Tới bữa đó là 8 tháng 3 gõ cửa cọc cọc cọc, đưa cái bông xè vô. Mình không biết cái chuyện gì, mình tưởng cây bông nó sẽ có cái lá thư trong đó hay là cái gì mình cầm để coi thôi. Rồi ổng đi mất tiêu, mà mất dép ổng rồi đó là không thấy ổng nữa. Tặng một cách lạ lùng, bởi vì mình càng ghét thêm, ghét quá ghét đi. Cái thời điểm đó là em còn đi học, còn ở chung với hai bà cô. Ví dụ yêu đương thì cấm tuyệt đối, quen ai là không cho hết. Cho nên là tranh thủ lúc mà mấy bà cô không phát hiện á thì chạy về tặng bông, xong tặng cầm bông xong rồi giọt đi để bà cô không phát hiện. Em là bên cô là cấm không có cho yêu đương đó, đúng không? Đúng rồi. Bên đây có bị cấm không? Dạ không, mình bên đây là rồi lúc cái bà cô làm gì để mà khi bà phát hiện là em thích bé này rồi tại vì sợ mà tranh thủ lúc mà mấy bà cô không có nhà thì mới dẫn nhắn tin gũ ra ngoài nhà truyền thống chơi. Mà thường thì cái cơ hội đó cũng hiếm lắm, tại em đi học thì vợ em đi làm, từng tháng nhiều lắm là lần là maximum. Tội nghiệp không, đi chơi qua nhà truyền thống chắc cỡ quá mà tinh trung ghê. Giống như hồi đi sinh hoạt đội ngày xưa, đi qua nhà truyền thống cái chuyện chút xíu mà tháng được có một lần. Cô cũng để ý rồi, để ý nhiều lần là cũng hay nghĩ qua nghĩ lại vậy đó, diện phòng mà. Em bắt đầu chuyển kế hoạch, giờ không tặng bông, không nói chuyện được tiếp nữa, bây giờ viết thư. Viết giống như là đang dạy mình vậy đó, mình đã đang ghét rồi, mà viết thư gì đâu không mà. Dạy đời luôn đó. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, lúc nào thì em chạnh lòng với thằng cu này? Thời gian cũng lâu rồi mà em thấy ổng cũng không có quen ai, nhưng mà ổng cũng cứ để ý mình á, thấy bà dì hàng xóm bà cứ nhắc hoài á. Nói là thấy không nhớ thương mày đó mày à, để bỏ mất cái uổng này nó hiền. Con thấy vậy thôi cũng đồng ý. Bà dì hàng bà xóm dì khác nữa. Bà dì hàng xóm tại vì lại là dung dáng vô. Dạ. Rồi. Bà dì đó làm mai nhờ đó. Cái cô dì đó mà dạ. Tụi em mới nên duyên đó. Dạ. Động nhỏ này. Dạ đúng rồi. Là nhỏ này nó mới mềm lòng, nó sợ mất em. Ủa. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi. Lúc đó là bà dì hay rủ đi chơi. Rủ vợ đi chơi mà rủ đi chơi thì bao giờ cũng nháy mắt em, dẫn em đi sao. Em không hề hay biết. Trong cái cuộc đi chơi là chỉ có em với bà dì là đi chơi thôi, bà rủ mình đi ăn chè thôi. Lót tót đi tới cái đầu lộ là thấy ông là ở sau lưng rồi. Mà mấy lần như vậy á thì mình mới biết là hai người này có cái mối liên kết. Tại lý do gì mà mất số điện thoại của con bé này? Yêu thương mà không cho phép mà lại làm điều trái ý của cô nói á. Cho nên là cô phát hiện. Cô phát hiện bắt đầu cô chuyển phòng. Cô đổi phòng, không cho ở phòng đó nữa. Chuyển qua phòng mới. Từ cái lúc mà qua phòng mới là bị mất liên lạc. Em nhớ có đợt đó là vợ có nhắn tin á, có cái điện thoại nhỏ nhỏ nhắn tin em báo em kim ra, nhưng mà lúc đó là cô đang gọi là đang xét kỹ quá không cho ra được. Đóng cửa phòng lại không cho ra. Xong rồi cái bảo là giờ không qua được, thôi giờ đợi sang vài hôm nữa đi. Vợ em có lẽ lúc đó cảm thấy uất ức quá, cho nên là bị cảm giác như bị hụt hẫng á, cho nên là cắt đứt liên hệ luôn. Cắt đứt liên hệ với em luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là về quê luôn đó đúng không? Cái đợt dạ, đó. Dạ đúng về quê rồi. Luôn. Về quê luôn. Xong rồi trở lên là bắt đầu là qua bà dì hàng xóm thì bắt đầu mới có cảm tình với ông này. Dạ. Như vậy là về quê là được bao nhiêu lâu? Dạ về quê lúc đó là như có cả năm. Một năm trời không dạ. gặp nhau. Dạ. Ồ, hai đứa vẫn ở chung một cái khu nhà trọ hay sao? Dạ, không lên là không ở chung nữa. Lên là chuyện các bạn hẹn hò với nhau, chắc có lẽ là chắc cũng phải dầm trước dầm sau. Dạ, đúng rồi, giống như viên trộm mà đúng không? Chỉ ông này vô. Thôi. Cái đợt đó là còn ở gần chuẩn bị đi á, chuẩn bị đi cho nên là thôi lén hung cái, coi như là tình cảm lâu quá thôi giờ làm cái thì đi cho cũng kiểu thỏa mong nhớ đó. Thôi hung cái bữa đó là tối thì lúc mà vợ này giặt đồ á, chạy ra hung cái xong rồi mấy bữa sau dọn. Vậy đó. Dạ. Có ai thấy không? Không, tranh thủ chứ. Không mà mình cứ tưởng là cái gì nó đụng trúng mình rồi đâu, mất tiêu mất dép luôn á. Cái đó là nhẹ nha. Dạ. Bỏ đồ nặng hơn chút xíu. Dạ cái đó thì ở nhà trọ mới của vợ em. Còn kế bên bà gì? Dạ hết kế bên bà gì. Không kế bên bà gì mà kế bên chú bà cô. Sao ở chung với dây mưa lại má. Cái lúc đó là đứa em của vợ em á là đi nằm bệnh viện, vợ em vô chăm, xong rồi em chở vợ về. Để sáng hôm sau đem cháu vô. Thì tối về bữa đó thì vô nhà xong rồi, tắm rửa xong rồi, bắt đầu xin cũng khuya rồi, cũng 9-10 giờ thôi, nói giờ cho ngủ bữa đi. Ngủ sáng bữa nào, bữa sau chở đi vợ vô luôn, khỏi có chạy qua nữa mất công.
thì cái vợ bảo thôi cũng được, chủ đích là bữa đó là xác định là có cái gì là phải có cái gì nhưng lên kế hoạch luôn rồi. Nhưng mà vấn đề là nó gặp trục trặc giữa đường, gặp trục trặc chuẩn bị mới tắm rửa ra xong rồi ông chú phòng cái bên cũng ra ông gõ cửa chà sao gặp trung chuyên ông chú phòng cái bên sao nữa mà ông chú đó là đồng nghiệp của hai bà cô trời ơi, có nghĩa là cái gì đồng nghiệp của hai bà cô bằng này rồi sao nữa. Qua hỏi thăm đứa em coi bớt bớt chưa, chú mà qua chắc chắn là hai bà cô biết, mà hai bà cô biết là coi như khỏi là đứt luôn cho nên là lúng qua lúng quýnh chạy vòng xong rồi chạy lên gác là lúc đó là chú về xong là em tuột luôn mút tới không mừng ăn gì được luôn. Dạ chưa, tới là khoảng nửa đêm á, tới khoảng nửa đêm á, tầm khoảng nửa đêm thì lúc đó mới lấy được cảm xúc mút mới quay lại quay lại thì lúc đó mới làm nguyên vẹn. Trời ơi, ngủ dậy đó là sáng sao á, dính thêm cái nữa, mình đang lơ mơ ngủ, giờ không phải ông chú mà là bà cô đó là vợ của ông chú đó. Qua hỏi thăm nữa. Dạ, hỏi thăm nữa. Bà cô qua làm gì thì cũng qua hỏi, sợ thao 7-8 giờ rồi mà chưa có thức dậy để đem đồ vô cho đứa em á, mệt quá mà ai biểu cần sáng mà hiệp hai chi là tại ông chú rồi mệt quá. Xong thì qua cái gọi cửa cơ em cũng lính quýnh nhưng mà giờ nấp đợi cánh cửa giờ kêu vợ mở cửa ra. Vợ mở cửa ra cái em nép vô góc cửa lấy áo khoác che lại sau đó là coi như là khi mà đám cưới thì gia đình hai bên đều vui vẻ rồi đúng không? Dạ, đâu cấm cản gì nữa đúng không? Lớn rồi đúng không? Dạ. Giờ ông đi làm rồi, ông làm được rồi. Đi làm rồi, cô... ngon lành nhé. Rồi xong á. Hai bạn coi như là quen nhau được bao lâu thì mới cưới? Quen nhau 8 năm. 8 năm? Dạ. Thật thì... là cái gì mà tới từ 8 lúc ông năm để ý tới lúc cưới là 8 năm. Để ý là 2 năm. Nếu mà quen chính thức là 6 năm. Cưới năm 2016. Dạ, được 4 năm. 12 năm trời. 12 năm rồi mà giống như nít vậy mà. Có em bé chưa? Dạ có, bé gái 3 tuổi. Đó, vậy thì bây giờ về nhà cái tật xấu nó có bị lòi ra không? Nhiều phụ nữ. Em kể tiếp là làm sao? Giữ bộ nó giữ lắm hả? Thấy em mà làm cái gì mà trật ý cái là la bể làng luôn. Kêu làm là phải làm liền. Mà bảo anh đang bận cái này xíu, chờ xíu. Xíu gì dùm xíu. Xíu biết nào. Nhỏ mà cái giọng lớn lắm đúng không? Dạ. Rồi nó giận nó có đập đồ đập đạc gì không? Có chị. Có đợt đó là con khóc. Tức là em thì đang bấm điện thoại. Nhưng mà không phải là bấm điện thoại chơi mà đắm công chuyện, tức là người ta inbox, người ta hỏi này kia mình trả lời rồi đó, nhưng mà vợ không biết thì vợ có nghĩ là em lo chơi bấm thoại không chăm con. Thì lúc đó vợ đi làm về, vợ làm về mệt rồi con khóc. Em bảo là tranh dỗ nó xíu đi, ba xuống ba dỗ. Em nhắn tin xong thì chưa xong nữa là vợ tóc dậy quăng cái điện thoại vô cái thùng nước, cái nồi cơm á, lấy nồi cơm quăng cái bùm xuống cái nồi, cái bình thủy điện đá văng cái bình thủy điện luôn. Rồi ba món đồ đã bị mất đi. Hườm như vậy chắc cũng vài triệu, không có đơn giản đâu nghe. Nếu mà điện thoại xịn là cũng là 10-20 triệu. Em đó không nghe. Kiềm chế được mình hay sao vậy? Dạ không, lúc đó không có nói mấy câu mà để anh xíu anh nhắn tin công chuyện, không có đâu, ổng im gu hà, rồi anh để coi ổng quan tâm tới con đến mức nào. Nhưng mà nhỏ khóc hoài vậy á, cứ bấm điện thoại. Mà thật chất mấy công việc đó là cái công việc ổng có thể kiểm soát được, chứ không phải là cứ phải canh nhắn tin cho người ta. Hết hồn không? Lúc đó hết hồn không? Tại vì mình cũng biết rồi, nghe thời cũng quen là cũng biết cái tính cũng nóng dữ lắm rồi. Cho nên là thôi giờ nóng như gắn kịp. từ lúc quen là con đã bộc lộ là con không phải là một người phụ nữ mà nhỏ nhẹ thùy mị. Ông này mới là cái tính đó thôi. Tính của con là rất là dữ nha, chứ không phải hiền đâu. Mà muốn quen là quen, chấp nhận được không thì quen. Thì ông này ông nói là ổng chấp nhận được, giữ đúng thôi, ổng nói vậy đó. Còn một chuyện nữa là trước khi cưới là lúc đó là vợ đi làm, em thì Dũng đi làm. Nhưng mà vợ bảo là khoảng 15 phút nữa tôi ra, ông lại ông đón. Thường á, thì lại đón là khoảng vợ bảo 15 phút thì em phải từ nửa tiếng đến một tiếng. Lại thì lúc đó vợ mới ra, không biết bữa đó sao xui. Lại trễ khoảng 5 phút, 10 phút gì đó, nổi trận lôi đình. Vậy là về phòng dọn đồ hết. Rồi đuổi em đi, em không chịu đi. Ồ, xách ba lê, xách đồ, dọn đồ qua phòng đứa bạn hả? Vậy nóng mới chịu. Vậy luôn. Nóng dữ vậy ha. Rồi, nóng tính. Nè. Rồi bây giờ tiếp tục nữa, còn gì nữa không? Gì nữa không? Nói luôn đi, xả đi. Thôi giờ như đó chắc đủ rồi. Đang lát nữa em khui. Rồi bây giờ tới em khui đi. Đó. Hết chưa? Em không có tính gì mà sống ngoài ổng làm cho em nóng tính thôi, chứ không phải tự nhiên em nóng tính. Ổng ha. Nói nhay, nói nhảm, nói sàng, nói lâu, làm tất cả chậm chạp, tiết kiệm. Không, bây giờ cụ thể một cái tính nha. Làm việc chậm chạp, ví dụ như mình đi làm về, mình đã nhận làm dựng video cho ông anh, ông đăng YouTube. Nó nói với em làm video trong vòng 2 tiếng. Thì ta đi làm về, người ta ăn cơm, tắm rửa, còn người ta lên ta dựng video là khoảng 12 giờ là người ta được ngủ rồi. Không, về
coi tivi, xem điện thoại, làm tới 11, 12 giờ mới đi tắm, rồi tới 1 giờ mới lên, rồi lên bấm tới 4 giờ sáng. Rồi bắt đầu ngủ được 2 tiếng đi làm thang mệt mỏi. Mà em đã nói là phải sắp xếp công việc hợp lý hơn. 200 ngàn mà làm tới 4 giờ sáng gì đi, thì cái sức khỏe mình ở đâu ra, còn tắm đêm nữa. Cho nên em rất nóng tính gì với cái vấn đề mà chướng mắt như vậy là không có chịu làm được, là phải la. Làm chạp hết đúng không? Dạ đúng rồi. Tắm có chậm không? Trời, cho anh nói ra, anh tắm nhanh nhất là bao lâu? Nửa tiếng. Còn lâu có bữa ở chồng cả tiếng luôn. Không biết làm gì ở chồng. Có khi cầm, có khi không, nhưng mà tính hay thẫn thờ lắm. Ý là ở chồng người ngồi thẫn thờ hoài vậy đó. Chà. Không hiểu nổi, bởi vì em hay nóng tính lên là bởi như vậy. Rồi cưới con thỏ rồi. Mình đi làm xong rồi mình mệt, mình muốn có chút thời gian, nhưng mà về nhà là hết việc này chuyển sang việc kia, hết việc kia chuyển sang việc nọ, hầu như là lúc nào cũng vậy. Chỉ có cái lúc mà đi tắm á là mới lúc được rảnh nhất thôi, tức là không bị kêu nữa thôi. Chứ ở nhà nhiều bị kêu thẳng thờ đó, đó là thẳng thờ đó. Rồi suy nghĩ cái việc mà mình cần làm hoặc là đã làm cái gì đó rồi muốn làm cái gì thêm chẳng hạn. Rồi ảnh có tật là hay nói về những điều nhỏ nhặt, soi mói. Đúng rồi, soi mói có chút xíu việc nhỏ nhặt là lèm bèm. Đúng rồi. Em mong chồng em thay đổi cái gì? Ổng phải nhanh hơn, tại thời buổi này mà chậm chậm gì là không làm được bao nhiêu việc cả. Rồi nhanh hơn và đàn ông lên. Thí dụ như em đang nấu ăn đi, đang ngồi nấu ăn, thì chồng thì làm những việc mà của người chồng đi, không núp ở sau lưng coi vợ nấu ăn sao, đẩy cái nắp nồi này vô cái nắp nồi chưa, sai cái nắp nồi rồi lại nói em đẩy sao nắp này đẩy với nắp này. Trời ơi, em động bằng một cái bóp, em kêu đi chỗ khác. Ở đâu xách lên gác chạy lên chảnh làm video chảnh. Em có khi nào là anh đứng sao anh chỉ chọc em thôi? Đi làm về thì vợ vô bếp nấu ăn thì mình cũng lót tót, mình chạy vô mình phụ. mình thấy cái này nó phù hợp mình lấy mình đậy lại. Không đậy không chịu đâu, mình đã lấy mình đậy lại rồi, không chịu lấy cái nó quăng vô khác, lấy cái khác đậy lên. Rồi ví dụ mình mà ví dụ rửa rau không sạch cũng nói, kêu đi rửa rau không sạch đi chỗ khác đi không mượn. Kêu đi chỗ khác, đi chỗ khác, ở đó bị chửi nữa. Mà đi chỗ khác rồi lại chửi, đi làm không gì vợ. Không phụ vợ, đường nào cũng chết á. Trăm điều khó hả? Trăm điều khó. Rồi bây giờ nhớ, em muốn vợ thay đổi điều gì? Thì chỉ mong là vợ bớt nóng tính lại. Thì chỉ mong vậy thôi. Còn vợ thì mong chồng là bớt lề mề đúng không? Dạ, giờ phải mạnh mẽ lên. Ở trong nhà toàn là những cái món có giá trị toàn là em mua không. Còn ổng mua mấy cái quạt gió chút gì nè. Còn tới cúp điện không có cái quạt nào xài được. Em bắt ổng đứng quạt lại cho tôi. Phải quạt cho hai mẹ con tôi. Tại vì ông phải suy nghĩ những cái gì mà nó thật sự để phát huy trong cái nhà mình. Chứ không phải mà tiết kiệm cái kiểu mà mua cái đống về chút rẻ tiền mà không xài được. Vừa đủ cho bé mát thôi, mình không cần. Em hay sợ lạnh cho nên là mua quạt nhỏ cho điện là bắt cắn quạt cho bằng được. Tính em nóng như vậy là em nói là phải mua cái đáng giá trị và phải xài được trong khi mình sử dụng được nhiều thứ. Không, chút máy sấy tóc cũng vậy nha. Máy sấy tóc mình muốn mua cái máy sấy tóc, ổng nói không, để ổng mua cho, để mua ổng mua rẻ mình mua mắc. Ổng nói như vậy đó thì nhường cho ổng mua. Ổng mua cái máy có chút chiếu về sấy cả buổi trời không có khô, cái máy 35 ngàn hay sao á, sấy hoài không có khô. Bực quá. Máy đó là cái mua trên mạng á, máy đó là cái anh Kim xài thôi đó. Coi như bực mình rửa quá, tàu quá, mình sấy sơ nữa cho nó. Bực quá la ổng một trận, ổng nói để ổng mua cái máy khác. Cái ổng vẫn mua cái máy khác, mua cái máy chà bá về nha. Nhưng mà cái công suất y chang cái máy nhỏ luôn. Cũng rẻ tiền mà nó nhẹ tem, mình sấy chút xíu nó nóng quá, thế này muốn nổ cái máy luôn gì đó. Trời em không tưởng tượng được, em rất là nóng như vậy. Tại vì em nói là phải mua những cái có giá trị mà phải xài được, chẳng thà nó hơi mắc tiền một chút. Chứ không phải mà cứ tiết kiệm những thứ mà vô dụng như vậy mà mua cho nhiều cái. Quạt gió cũng một đống, máy sấy tóc cũng 2-3 cái. Mà không có nào xài được. Không có nào ra hồn cả. Mua cho con gái em chơi. Dạ. Bởi vì mà em hay la, cứ rất là nhiều chuyện làm của con nít mà em hay la là như vậy đó. Nhưng mà biết sao không, chị nói nghe. Dạ. Hai vợ chồng á. Dạ. Thì giờ là năm thứ tư rồi đúng không? Dạ. Thì nó còn lọt lại một số cái chút vậy đó. Dạ. Thì bây giờ cố gắng người nhường chút. Dạ. Em ráng em nhanh nhẹn lên. Không, mua cái gì mà đó giống như bà nói quan điểm đó đúng ạ. Thiệt, cái bạn này là gì nè, mình thử nhiều cái vậy đó, cái nào ngon lành nhất. Ta biết không, nhiều khi mua một cái mắc tiền, lỡ xài không được thì có phải phí hay không? Tức là mỗi người một cái cách tư duy, em hiểu không? Cái này là do cái cách tư duy chứ không gì chứ. Thì bây giờ hai chồng trao đổi với nhau nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi, giống như là ông bà mình nói, lời nói mất tiền mua đó, chứ đừng có đi đến xung đột nghe, mưa dầm thấm lâu. Vậy thôi đúng không? Dạ. Đó, còn bây giờ ở trong nhà thì giờ có người đàn ông rồi, giờ phải có người đàn bà chứ. Chứ hai người đàn ông hết rồi làm sao, đúng không nè? Dạ. Nghe. Rồi. Dạ.